Bây giờ có ánh sáng ha, có đạt là có ánh sáng ha. Này là công tắc tổng hả? Công tắc chống giật đó, phải không? Rồi, bật lên. Đây cô bác với anh chị, đạt sẽ đi một cái bóng đèn ở đây để sáng ở tổng tổng thể của nhà trước. Và được nhà mừng không? Dạ mừng. Nhiều nhiều không? Dạ nhiều. Sao mừng? Nói nghe. Vì là có cái nhà khỏi sợ mưa giọt nữa. Dạ. Thấy mấy chú làm được không? Dạ được. Con nói với cô với dì là chú làm sao? Có tâm. Chú là có tâm à? Có tâm là sao? Là làm nhiệt tình á. Dạ hả? Dạ. Thấy mấy chú làm nhiệt tình hả? Dạ. Lớn lên. Mừng sao mừng. Dạ. Nhà giác mừng. Dạ. Cảm ơn các chú đã giúp đỡ gia đình em có mái ấm, không còn bị giọt nát như lúc trước nữa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì vào buổi chiều như thế này, Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Giang ở xã An Phong, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và chiều nay thì các anh thợ cố gắng tranh thủ hoàn thành cho xong công trình chiều hôm nay. Và thông báo với cô bác quý anh chị là công trình này á, là được cho các chú ở Canada hỗ trợ toàn bộ chi phí xây nhà là 100 triệu đồng trích từ cái quỹ xây nhà của các chú. Và hôm nay thì cũng gần xong thì Bùi Hồ vô đây quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Mới vừa qua tới đây với cô bác quý anh chị. Ôi bắp ngon quá luôn anh ba. Dạ. Nướng hả cho bé ăn hả? Hồi nãy mời chú ăn bắp hay gì? Hả? À, mời chú ăn bắp hả? Có ăn không? Còn ông Trọng ở tên gì quên rồi, Sen phải không? Nghi. Nghi. Cô bác quý anh chị thì bây giờ chia sẻ từ ngoài vô luôn nha cô bác quý anh chị. Cái ngôi nhà của anh Giang á thì mình thuê hai ông thợ làm, một là anh Vũ, hai là Đạt. Thì anh Vũ làm cái công trình đó là làm cái phần sắt tiền chế này nè. Đó. Và Đạt thì làm cái phần công trình là lót gạch với lại sửa nhà vệ sinh với lại bơi đồ lại. À, anh Vũ đang cắt kiến anh Vũ. Rồi đang vô kiến. Hôm nay là chút xíu nữa xong không anh? Cỡ nửa tiếng hồ nữa. À, cắt kiến này mình làm ở đâu ta? Làm cửa nào? Hai cửa sổ này với cái thẻ. Dạ, làm là cho làm kiến luôn cho mưa không tạt ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi chút xíu nữa còn phần tiền còn lại thì chút xíu em giao luôn. Rồi. À, cái cửa này là cửa kéo. Và anh Vũ nói sợ mưa tạt nên làm cái phần cửa này nè cô bác anh chị. Là làm luôn là kiến luôn, kéo luôn. Ăn con sơn đó. Ừ. Đây là cái khung cửa nhà trước, Đạt đang đi điện ở trong kia. Khỏe chưa con? Dạ. Bị ói ra máu hả? Ôi ôi. Mần ngủ không được nữa. Hôm nay muốn chết luôn rồi đâu, không ngủ được đâu. Dạ. Thôi con nghỉ đi ha, để con hỏi con nhiều mệt nữa. Đây là dừng toàn bộ mới luôn nha cô bác quý anh chị, thẳng ra ngoài sau luôn. Chiều dài là 19m. Đây Đạt hồi sáng thì mới sơn lại cái phần cột này hết luôn. Lúc trước là cột thì màu cũ và sơn hết lại nguyên nhà luôn. À, ở trên này là tất cả đều là sắt anh Vũ làm hết. Thì cửa sổ này sơn lại luôn nè. Cô bác quý anh chị thấy đẹp không? Đạt thì vẫn đang đi điện ở trong kia. Công trình này cũng đang coi chừng điện nha con. Đó. Đạt thì đóng luôn cái phần này nè. Đây là cái phần la phong. Đó, và Đạt vẫn đang đi điện nè. Đó là một cái bóng đèn. À. Gạch ở dưới phần này thì còn sử dụng được nên không có lót. Khoảng bao lâu nữa xong Đạt? Nửa tiếng hồn. Vậy ha. Mệt không? Nặt khơ chứ không có mệt ha. Nay đặt tô cái hai cái chân bậc quan âm, nó đi điện xong tô cái đó nữa sao. Ừ, làm cái đó đi cho nó đẹp luôn. À, nhà nè cô bác anh chị, sơn là một màu mới, màu xanh bông phấn giống như nhà của chị Loan hôm trước vậy. Và ngay cả những cái phần cửa sổ đi hết luôn. Con chào ba. Con chào ba. Hả? Ở đây nè. À, vẫn là phong hết luôn ha. Và lát nữa các anh thợ đi bóng đèn xong đi. Ở dưới đây này là Đạt đi cái phần gạch ở dưới này nè. Đó. Gạch ở trong này là gạch cũ.
Còn ở ngoài sau này lúc trước thì chưa có lót gạch thì Đạt lót gạch luôn, lót gạch hết, bằng phẳng hết luôn á. Đó, và đây là các công tắc điện nè. Đó, thì anh Giang anh nói là điện này, bóng đèn này là bóng đèn G. Đó, nó dễ anh Giang thích bóng đèn G hơn nên Đạt đi bóng đèn G. Tổng cộng là bao nhiêu cái bóng đèn Đạt? 6 bóng đèn ha. 6 bóng đèn, mấy công tắc, mấy ổ điện á? Bóng đèn à. Nhưng mà mình mấy cái bảng bảng pro này 5 cái bảng hả? Nước ngoài bảng là sao? À, ở đây là có một cái chui cắm với lại hai cái công tắc luôn. Hôm nay thì quay có chưa có hoàn thành xong hết, chưa có dọn nhà vô xong hết nên quay cho cô bác quý anh chị xem hôm nay để biết như thế nào ha. Đặng sẵn trao tiền cho anh Vũ phần tiền còn lại. Đây gạch này là gạch giống nhà Chu Lon luôn, gạch màu này rất đẹp đó. Ở trên đây là La Phong, đây là nhà vệ sinh nè. Lúc trước nhà vệ sinh nhìn xuống cấp lắm, hôm nay nhà vệ sinh được Đạt gắn bằng cái cửa này nè. Ở đây là Đạt chắc đi cũng bóng đèn nữa. Thứ hai là cái bồn này Đạt làm bồn đứng luôn, chưa có đi đường nước chưa, mà Đạt hồi sáng thì cũng đã thử rồi, sáng mình cũng có ăn. Cái cửa này là mình nữa, mình cửa sắt lùa qua luôn, có kiến cho nó mát. Anh Giang làm gì đó anh Giang? Anh làm ống nước. Anh đi nước luôn hả? Dạ. Cái phần này là sơn hồi sáng, mới sơn hồi nãy nên nó chưa có thấm. Hả? Còn mới sơn. Chưa có thấm nhưng mà màu vẫn rất là đẹp ha. Ở cả phần này là Đạt làm cái công tắc này. Công tắc này cũng im nè. Ở đây có một cái bóng đèn để cho nấu ăn. Thì hôm trước thì mình có nói với anh Vũ là làm một cái cửa sổ như thế này. Lý do mình không cắt thấp ở dưới này, cô bác quý anh chị, là ở bên đây là có một cái hàng rào của nhà kế bên nên mình phải cắt cao lên như thế này cho nó sáng luôn. Và như thế thì nhà anh Giang hôm nay thì đến thời điểm này là mình đã thấy là hoàn thành hết 90% và hết cái cảnh dột nát rồi. Mà thay vào đó là những cái mới không à. Đó, đi một cái ống điện, Đạt đi đây hai đây cái bóng đèn này cô bác quý anh chị. Còn đó cái bóng đèn. À, Đạt nói lát nữa thì Đạt làm luôn cái công trình mà cái bệ quan ngầm ý này nè, xây cho nó thẳng lên, tô trên này cho nó sạch luôn. Đang làm rất là vất vả nên mình không có dám hỏi mấy anh thợ nữa. Ở trên này thì mình thấy là nhà này Đạt nó sử dụng khoảng 20-30 năm là chuyện bình thường luôn. Một màu xanh rất là đẹp. Ở nhà này ai cũng hớn hở, cũng vui mừng đó. Cái này khi chưa có đèn á, có đèn mình nữa bật lên thứ hai mình qua quay lại lần nữa cho cô bác quý anh chị xem ha. Đây, cô bác quý anh chị, cái nhà của anh Giang á thì cái khung cửa này thì ở trong là một cái khung sắt thì anh Vũ sẽ bắt qua một cái miếng nẹp để mà đi lồng kiến vô. Nhìn cái này đẹp ghê anh Vũ. Vì lồng kiến vô được chưa anh? Khô cái nước sơn này là lồng kiến vô ha. Để nó dính. Dạ. Ở nhà của anh thì có ba cái cửa kiến giống như thế này. Hai cái cửa ở đằng trước với lại một cái cửa ở bên hông. Cửa bên hông thì không có lồng kiến, cửa đó là cửa nấu ăn. Ồ, nhìn cái này nhìn thẩm mỹ ghê ha. Chế ra này cũng hay á. Mang tính thẩm mỹ cao, nhìn vô ngôi nhà là thấy đẹp liền luôn. Và cái cửa này nè cô bác quý anh chị, cái cửa này là một cái cửa kéo. Mai mốt thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ review lại một lần nữa cho cô bác quý anh chị xem. Cửa kéo này anh có một cái bản lề trên với một bản lề dưới để mà kéo ra kéo vô đóng cửa. Hết cái đầu như tiền trong dạ 10.000. Nay nhìn chú nhìn không ra luôn á hả? Cắt được nhà mừng không? Dạ mừng. Nhiều không? Dạ nhiều. Sao mừng nói nghe. Vì là có cái nhà khỏi sợ mưa giọt nữa. Dạ. Thấy mấy chú làm được không? Dạ được. Con nói với cô với gì là chú làm sao? Có tâm. Chú là có tâm à? Có tâm là sao? Là làm nhiệt tình á. Dạ. Dạ. Thấy mấy chú làm nhiệt tình hả? Dạ. Lớn lên chịu làm giống mấy chú không? À, không biết. Có gì? Có ngủ nhà mới đó thì sao rồi? Dạ, cũng được. Dạ hả? Cũng không sợ mưa giọt nữa. Hết sợ ha? Dạ.
Nãy giờ chú nhìn không ra là đẹp trai, nhìn không ra luôn ta. Thiệt luôn á. Có nói gì mà với mấy chú ở nước ngoài không? À, cảm ơn mấy chú gì đó. Dạ, cho bạn đang nói điện với cô bác của anh chị để mà có ánh sáng ở trong nhà. Giờ có chưa? Xong đi thở không thấy không muốn đèn gì nữa. Bây giờ có ánh sáng ha, có đạt là có ánh sáng ha. Này là công tắc tổng hả? Công tắc chống giật đó phải không? Rồi, bật lên. Đây cô bác của anh chị, đạt sẽ đi một cái bóng đèn ở đây để sáng ở tổng thể của nhà trước. Và ở đây thì có một cái bóng đèn ở trên này nữa nè. Chúng ta sẽ thấy khi mà dạ bóng đèn lên thì nhà nó sẽ sáng lên. Vì cái nhà nó bịch bùng ở phần ở ngoài nhiều nên là nữ là nó không có sáng hết luôn nha cô bác quý anh chị. Đây, đây một cái bóng đèn luôn. Thì ở đây có điện hết rồi đó. Bóng đèn này đặt làm ở đây hai công tắc. Đó, thì có gì thì anh Giang sẽ làm thêm một chuyện ở đâu thì sau này sẽ làm thêm một cái. Nhưng mà Đạt chia sẻ là làm mỗi một cái phòng như là một cái hết à. Đó, ở đây là các bé nó vui lắm luôn, nó gặp nhà to nó chơi vui. Đây một cái bóng đèn đây nữa nè cô bác quý anh chị. Đó, ở dưới đây thì vừa tầm bắt luôn. Đó, đây là đèn của nhà vệ sinh. Và đây là đèn của phòng ngủ anh Giang đó, sau này chỗ này làm phòng ngủ. Và gặp thì Đạt lót ở đây với lại ở đằng sau này luôn nha cô bác quý anh chị. Đó, lót ở đằng sau này luôn. Đó, và hiện nay thì anh Nẵng, cái người mà đi bê á thì đang đi nước anh á. Đang đi nước hả? Đi nước thì nhà vệ sinh xài. Gần xong chưa? Thiếu hai cái cò. Thiếu cò hả? Ồ đây nè, Đạt dán ở trong này hết luôn nè cô bác quý anh chị thấy không? Sau khi bật đèn lên ở trên này sẽ là đủ sáng luôn. Đó, và bơi một màu xanh ở trên lao phong màu xanh luôn. Đó, dán nhặt hết và thay một cái bồn cầu cũ lúc trước ở dưới đó. Cô bác quý anh chị thấy đó là thành một cái bồn cầu đứng để cho các bà đi cho nó tiện thuận tiện cái công việc. Cho nó đỡ mỏi chân. Và đây nữa nè, cái anh này đang gắn một cái hệ thống cửa ở bên đó. Hả? Bật công tắc này lên ha. Sáng luôn á. Bật công tắc này lên. Công tắc nó sáng chưa? Ở đây một bóng nữa nè cô bác quý anh chị, đằng kia một bóng nữa, hai bóng. Đủ sáng, bên đây là đủ mát luôn. Gắn cái kiến này nữa là xong đó anh Dũng. Dạ. Gắn cái này xong nữa là nhìn nó lên nó sang liền ha. Dạ. Làm cái kiến này chất lượng luôn á. Đây không có cửa sổ thì nó sẽ nực ha. Bây giờ gắn mang ốc để kéo ra. Bên đây thì anh Vũ cũng gắn xong rồi nè. Với lại cái nhà đằng sau để quay cho cô bác anh chị xem. Đạt thì làm cái phần mình sáng mình có nói với Đạt thôi tô luôn cái phần này cho gia đình của anh Giang để cho bằng này tô cho bằng luôn hết à, cho nó sạch. Đây tại vì đây là tượng mẹ Quan Âm, thành thử là thấy dưới này ở trên cái bệ á, nó Đạt thôi làm hồ làm luôn phần này đi, không có nhiều thời gian nhiều công nữa mà làm cho nó đẹp cho nó sạch. Đạt đang đắp lên. Chút xíu nữa Đạt đắp xong thì mình sẽ tổng kết với số tiền cho cô bác quý anh chị biết luôn. Là hôm nào thứ mai 21 gì thứ hai buổi hồ qua quay lần nữa cho cô bác quý anh chị xem. Ở đây nè cô bác quý anh chị, lót gạch xong rồi sáng rồi. Và nãy giờ quên quay phần này cho cô bác quý anh chị xem, anh Giang anh Vũ anh làm luôn cái cửa gài. Ôi cửa gài đây mát lắm. Anh Vũ là thợ có tâm đó. À, đây cô bác quý anh chị thấy không? Cái này nó dính luôn à. Có nghĩa là cái này nó cố định luôn á. Gắn đây. Ở đây thì nấu ăn nấu uống thì gió đẹp không bà? Hả? Nhà đẹp không? Đẹp. Mừng không bà? Hả? Bà mừng không? Mừng sao mừng. Dạ. Nhà đẹp mừng. Dạ. Mừng nhiều không bà? Hả? Mừng nhiều không? Cái gì? Mừng nhiều không? Mừng nhiều. Bây giờ hết mưa rồi, hết mưa rồi, hết mưa ướt rồi. Dạ. Dạ, hết điện cháy luôn rồi. Dạ. Hả bà? Dạ. Ở lúc trước điện cháy ở trong nhà rồi sợ không? Dạ. Cháy nhà sợ sao không sợ? Điện mà cháy nhà ông đổ cũng lỡ một lát trong nhà cũng không dám ở. Cháy nổ chết luôn. Bà lúc đó bà thấy nổ không? Hả? Thấy nổ không? Người ta nói tôi không thấy, không cháy không thấy gì đó. Tôi thấy cũng nói sao không? Dạ. Sợ sao không?
cô bác với anh chị lúc trước mà cái đường điện nhà của anh Giang á, khi mà chưa đi được cái đường điện mới như Đạt đi hôm nay á, thì nhà cháy nổ, đôi khi mấy đứa bé nó không biết nó lấy nước nó tạt vô luôn đó. Thành nữ là hôm nay thì an toàn nhất là được điện, và thứ hai là nhà nó hết cái cảnh dột nát rồi. Và hôm nay thì giờ này thì Đạt cũng đang đang làm lại cái phần cái bệ cho mẹ Quan Âm đó. Nói Đạt thôi làm, cố gắng nán chút xíu nữa làm luôn phần này cho xong. Đạt ơi, vậy là phần tiền là đã giao cho Đạt đủ hết ha. Tổng cộng là Đạt là 28 triệu. Hồi sáng thì Bùi Hồ có đi uống cà phê với Đạt là giao cho Đạt 8 triệu để mà đi lấy điện để về làm cho nhà của anh Giang, cô bác của anh chị. Bây giờ Đạt là xong chưa anh? Rồi hả? Ra em giao tiền cho anh Vũ nữa là xong luôn. Anh Vũ thì 72 triệu. Tổng cộng là hai ông thợ là hết 100 triệu. Đạt thì gồm có là cái hạng mục của Đạt làm gồm có là lót gạch đó, bơi phần này với lại đi điện với lại làm nhà vệ sinh, thì tổng cộng hết là 28 triệu. Lúc trước gặp cái ổ điện vậy nè cô bác của anh chị thấy ghê không, gặp là gung mình chứ không phải giỡn. Rồi cho em kéo này qua cái cho cô bác của anh chị thấy coi anh thợ. Rồi, anh thợ có tâm. Đó, nhà này cô bác của anh chị. Đó. Kéo đây khóa lại là xong. Rất đẹp luôn. Ở trong này nhìn ra thì làm cái cửa này á cho nó thoáng. Để mai mốt nhà chủ nhà mà ví dụ muốn trùm lại màn là cho nó kín vào buổi tối á, thì mình mua miếng màn rồi mình kéo ngang, hoặc là trời nắng gì đó. Chứ mình làm mà bít bùng luôn thì nó sẽ nực lắm. Nó anh thợ này làm em cũng suy nghĩ lắm. Dạ thưa cô bác quý anh chị, nhà anh Giang thì hôm nay thì xây cũng gần một tuần lễ, thì đến nay thì các anh thợ cũng đã tổng kết cái công trình của nhà anh Giang xong hết à. Thì về cái hạng mục của công trình của nhà anh Giang á, thì gồm có hai anh thợ chính, đó là anh Vũ là làm bên sắt với lại cửa sổ đồ, rồi hai là Đạt. Thì cái công trình của anh Vũ là lãnh là 72 triệu. Hôm trước thì em đã có giao cho anh là 60 triệu. Thì hôm nay thì em giao cho anh luôn cái phần còn lại. Tại anh Vũ là 12 triệu nữa. Thì này anh điếm lại giùm em. Trong lúc anh Vũ điếm thì Đạt thì lãnh cái công trình của nhà của anh Giang á, thì là gồm có lót gạch ở ngoài trước với bên hông, với lại cái phần nhà vệ sinh thay cái bồn cầu, với lại dán gạch men, với lại đi điện, với lại đi nước, thì của Đạt là 28 triệu. Hôm trước thì giao Đạt 20 triệu, thì sáng mới giao Đạt thêm 8 triệu để Đạt lấy tiền điện với trả tiền thợ. Thì xong rồi, hôm nay đếm đủ trên anh Vũ. Dạ đủ rồi. Thì hôm nay thay mặt cho các chú ở Canada đó, thì cảm ơn anh với lại Đạt đã làm hết mình mà nhiệt tình. Mà theo Trọng nói thì các anh làm thợ làm rất là có tâm. Để giúp cùng các chú để giúp cho anh Giang có một cái máy ấm mới để mà che nắng che mưa cho các bé nó hết cái cảnh mà hứng mưa dột nát đó. Thay mặt các chú thì chân thành cảm ơn anh Vũ rất nhiều, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn Đạt luôn nha Đạt. Hôm nay là cái công trình thứ hai mà Đạt đã làm. Trước là chị lo nhà của chị Loan, hôm nay là cái công trình này là nhà của anh Giang. Cảm ơn Đạt, chúc thay mặt các chú Canada chúc Đạt sức khỏe luôn. Tiếp theo là anh Giang có nói gì không anh Giang? Dạ em có gửi lời các chú ở Canada được. Cảm ơn các chú đã giúp đỡ gia đình em có mái ấm, không còn bị dột nát như lúc trước nữa. Em rất chân thành cảm ơn các chú. Một lần nữa thay mặt thì gia đình anh Giang xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada. Tổng kinh phí để mà sửa chữa lại nhà của anh Giang toàn bộ là 100 triệu đồng. Đó, thì mình trích quỹ của chú Hùng ra 100 triệu để giao hết cho các anh. Thì hôm nay cũng như là coi công trình hoàn thành, thì chắc thứ hai em sẽ quay lại nhà anh khi dọn đồ xong á. Dạ. Thì em sẽ quay lại một lần nữa cho các chú xem cho ngôi nhà đẹp hơn. Hôm nay nhà còn dạ. Bề bộn quá. Đó, thì một lần nữa cảm ơn hai anh thợ, chúc gia đình anh Giang sức khỏe, cố gắng vượt qua khó khăn này nha. Thứ hai thì có gì em alo thì anh em mình em qua thì quay lại lần nữa. Dạ. Rồi, chúc các chú sức khỏe thay mặt gia đình anh Giang. Cảm ơn các dạ. Chú nhiều. Rồi, chào anh.